Ok, xin chào anh em. Rất vui vì được lại anh em trong những cái clip về Auto Chef ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay tôi cũng không định quay clip này đâu. Tôi chỉ tranh thủ tí buổi trưa chơi một chút giải trí thôi. Thế nhưng mà bài nó ra thì nó cũng khá là ngon. Đấy, ra được tất cả 2 sao rồi, ra được con Avezo Clive. Nói chung là cũng khá là ok. Đấy mà cái đội hình nó form như thế này ấy, thì tôi lại nhớ đến là tôi chưa làm cái clip tri ân anh em Bún Thang nhân cái dịp kỷ niệm ngày anh em Bún Thang gia nhập hội viên ở trên kênh được 1 năm. Thế nên là hôm nay chắc là nó sẽ làm cái clip đặc biệt để làm để kỷ niệm tri ân anh em Bún Thang nha anh em nhá. Đấy thì nhân cái dịp kỷ niệm tri ân anh em Bún Thang thì tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em Bún Thang đã ủng hộ kênh trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Và hy vọng là anh em vẫn tiếp tục yêu thương, ủng hộ kênh như cái thời điểm hiện tại anh em nhá. Và sau đây là cái yêu cầu mong muốn của anh em Bún Thang trong cái clip tri ân anh em. Đấy là tôi sẽ làm một cái line up mà có level 11 hoặc level 12. Tức là đội hình sẽ có 11 con hoặc 12 con đấy anh em. Nhưng mà nó sẽ không phải là đội hình Clive và đội hình Mate anh em nhá. Ok. Mặc dù là nó không phải là chúng ta sẽ chơi đội hình Clive và đội hình Mate, nhưng mà chúng ta sẽ phải dựa vào cái đội hình Human để chúng ta lên được cái level 11, level 12 anh em nhá. Nên là chúng ta vẫn sẽ phải chơi những cái con ở trong cái bộ Clive cũng như ở trong bộ Mate. Đấy, trong cái giai đoạn sau thì tôi sẽ chuyển dần. Ok. Và chúng ta sẽ còn phải phụ thuộc xem là những cái con mà sau này chúng ta có là những cái con gì, co 5 đô là con gì. Đấy, ví dụ như là ra là Ngộ Không ấy, thì anh em thấy là như cái trận trước là tôi có thể chuyển sang là 6 Warlock kết hợp với cả 6 Beat ấy. Đấy, cũng rất là ok. Đấy, một cái đội hình siêu cấp vô địch ở level 11. Level 12, level 12 chứ không phải level 11. Đấy thì trong cái trận này mà nó ra được cái con Ngộ Không thì chúng ta có thể chơi là 6 Beat kết hợp với 6 Glacier. Đấy, cũng rất là khỏe. Hoặc là 6 Beat kết hợp với cả 6 Glock, 6 Beat kết hợp với 6 đá. Còn nếu mà giả sử nhưng mà không ra Ngộ Không thì nó cũng sẽ có những cái con co 5 đô khác. Đấy, thì cứ con co nào mà 5 đô mà nó ra đầu tiên ấy, hoặc là nó lên 2 sao đầu tiên, thì tôi sẽ chơi làm cái con co chính ở trong cái bộ của nó anh em nhá. Có thể chúng ta sẽ chuyển sang là Exit, có thể chúng ta sẽ chuyển sang là Witcher. Đấy, có thể chúng ta sẽ chuyển sang là gì, Glacier Warlock cũng căng. 6 đỏ cũng được. 6 đỏ thì không, 6 đỏ không được. 6 đỏ thì lại phải pick mấy con đỏ vào trong. Đấy mà co đỏ tôi không pick vào trong cái cửa hàng thì nó sẽ không ra những con co đỏ đâu. Ok, đấy lại có Fulan này. Trận này nói chung là bây giờ cái con Fulan này hot lắm anh em ạ. Nhiều người chơi. Dạo gần đây thì cái con Fulan Witcher kẹp với cả bộ rồng ấy, hay chúng ta gọi cái tên thân thương mà tôi đặt cho nó là Ngũ Long Hóa Hình, là cái bộ đấy là bây giờ nó rất hot. Rất hot luôn. Ở trong rank là trận nào cũng có người chơi. Đây này có Fulan này nhưng mà tôi không chơi. Rồi. Tạm thời là như này đó anh em ạ. Ở đây chúng ta sẽ có là 4 Clive, 4 Clive. Hai con 2 sao nhưng mà lại không thuộc cái hệ Clive. Nên là đánh giá đội hình bây giờ là cũng có thể mất cái chuối này bất cứ lúc nào anh em nhá. Mất bất cứ lúc nào luôn đấy. Về căn bản là cái đội hình nó phải có con Clive 2 sao cơ. Hoặc là 6 Clive cũng được. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn có thể là tôi ăn được đấy. Tôi lấy hết đồ mà, tôi lấy chén thánh đồ game tôi, anh em biết là như nào. Tức tôi hy sinh cái món đồ là để tôi lấy cái chén thánh đấy. Bình thường không ai lấy chén thánh ở đâu anh em. Cái món đồ này bây giờ meta nó phế lắm. Meta chơi chén thánh nó phế lắm. Late game có ai mà lấy đồ cam chén thánh đâu mà. Bởi vì cái chén thánh nó có hai cái nhẫn hồi máu ấy. Hai cái nhẫn đấy ghép được hai cái món đồ rất quan trọng để đánh late game. Nên là thường người ta sẽ không ghép cái chén thánh. Rồi từ từ nha, để tôi lấy cái con chú quỷ đã. Cái con chúa quỷ này tí nữa mà nó ra chúng ta có thể chuyển sang Witcher anh em ạ. Nhá. 12 con chơi Witcher thì kinh khủng lắm. Bình thường con chúa quỷ được cộng 10 tầng đúng không? Nhưng bây giờ nó lên 12 tầng. Đam của nó là hơn tới 12 tầng, hơn 2 tầng. Cái lượng đam của nó là cộng thêm rơi vào đâu đấy nó khoảng tầm 100 đam nữa. 100 đam demon có nghĩa là 150 đam đấy. Đam to lắm. Rồi bây giờ gặp cái thằng Skyfall kia không biết là có thể cắt chuỗi không. Chưa gặp anh em ạ. Vậy là chúng ta sẽ gặp cái thằng Skyfall ở cái round 11. Dã man thật sự. Ra già này. 3 mét.
Chúng ta có 3 mét luôn. 3 mét đây. 3 mét 4 Clay ở level 7. Rao sau chắc chắn là tôi sẽ lên 7 rồi anh em ạ. Rao sau lên 7 rồi. Ok. Rao sau lên 7 xài hết tiền luôn đấy. Anh em ạ, rao sau tôi lên 7 tôi xài hết tiền luôn. Rao sau gặp cái thằng có chuỗi mà, nên là chúng ta sẽ một là up lên 7 này, hai là xài hết tiền. Ra được cái gì thì ra. Đấy, sống chết cũng phải giữ cái chuỗi này anh em nhá. Phải giữ chuỗi này mới làm content được anh em ạ. Cái gì kia? Gặp Tuấn Cơm nhiều thế á? Ồ, gặp bao giờ đấy bạn? Hôm nay tôi mới chơi cái trận này là trận đầu tiên trong ngày hôm nay. Trận đầu tiên á? Chưa chơi trận nào đâu, khả năng là gặp fake cao rồi. Bây giờ nhiều thằng nó fake tôi lắm anh em ạ. Nó fake y hệt luôn. Đêm qua, thế không phải rồi, đêm qua tôi có chơi đâu. Chắc chắn là gặp fake rồi nhá. Đêm qua tôi không chơi, tôi bao giờ tôi chơi là đêm đâu. Lúc 2 giờ sáng á, lúc 2 giờ sáng thì hỏi tôi rồi. Cái hồi mà tôi chơi đêm là cái hồi mà trước khi mà để mây ấy, thì tôi chơi đêm, tôi hay chơi đêm. Nhưng mà cái tầm này tôi không chơi đêm đâu anh em ạ. Tôi thường là sau khi mà tôi up clip xong là tôi đi ngủ, nghỉ ngơi đó. Rồi, up 7 rồi, roll hết tiền. Đây, cái tầm này như này thì có ăn được không nhỉ? Khó phết đấy anh em ạ. Rồi, roll tiếp đã. con nữa thôi. Sao một con nữa phải ngon không? Ôi, không được rồi anh em ơi. Chết rồi, cái khả năng là toang chuỗi rồi. Berserker 2 sao. Súng 2. 4 con 2 sao ăn nổi không nhỉ? Khó lắm anh em ạ. Mặc dù là tôi có 6 like đấy. 6 like đấy nhưng mà khó anh em ạ. 6 like nhưng mà co cơ. Cái quan trọng là co á. Anh em hiểu không? Nó còn con co berserker mà nó còn được bắp cái giáp cho con berserker kìa. Ê mà chán như lại. Ui giời ơi, con BH nó lém phi tiêu luôn. Mất chuỗi rồi. Cũng là kịp xả hết tiền đấy chứ, nhưng mà vẫn mất chuỗi anh em ạ. Toàn quá nhở, toàn quá. À ui rồi, Mr. Balo này. Mr. Balo là clan tôi hả? Clan GTD hả? Tôi cũng không để ý luôn. Ôi giời, mẹ. Bây giờ mới ra, mất chuỗi rồi mới ra, cày thế nhở. Ui giời, chán thật sự. Mà cái đoạn này cũng anh em cũng chat nhiều quá, tôi không tập trung được. Cái gì cơ? Mấy thằng vớ vẩn phách Tuấn Cơm đấy, Tuấn Cơm real rank thấp. Ui trời ơi. Thật là như thế luôn, thấp á. Really? Bạn lại nhầm tôi với ai rồi? Nhầm tôi với idol nào đấy rồi. Idol nào đấy mà real thì rank thấp đúng không? Còn fake thì rank cao. Nhưng mà tôi chắc là real là rank cao nhất rồi. Chứ còn không có cái thằng fake nào rank cao hơn tôi đâu. Mà cũng rất có thể là có hàng fake rank cao hơn. Nhưng mà cái quan trọng là cái phần trăm thắng ấy. Cái phần trăm chiến thắng và cái phần trăm gọi là hạng trung bình ấy. Đấy, anh em nhìn cái đấy anh em biết ngay là tôi. Như là tôi nhá, thì bình thường là tôi đánh cũng ít, là tôi cũng thường là tôi sẽ leo rank nó cũng sẽ không được top server. Đấy, nhưng mà về cái tỷ lệ chiến thắng của mỗi trận đấu nó rất cao. Cái arc của tôi mà đang chơi này là tỷ lệ chiến thắng nhá, tỷ lệ chiến thắng ấy, cả top 1 ấy 50%. Hơn 50%. Đấy, còn hạng trung bình rơi vào đâu đấy tầm khoảng 2.2. 2.1 đến 2.2. Còn top 3 nhá, vào trong top 3 thì nó rơi vào đâu đấy nó khoảng hơn 88%. Đấy là anh em biết là hàng real ấy nó như nào nhá. Để anh em nhìn phát, anh em vào trong rank mà anh em gặp tôi ấy, anh em có thắc mắc ấy, anh em chỉ cần ra, anh em vào trong trong cái ID ấy, anh em xem, anh em biết ngay nhá. Đấy, còn tôi công khai ID luôn để cho anh em biết. Tôi có hai cái arc. Arc chính của tôi nhá, ID y dài X7T8. Đấy, arc chính, rank queen. Đấy. Và một cái arc nữa, chính là cái arc mà tôi hay làm content, làm video, là cái arc phụ. Thì nó là cái arc này nó sẽ có ID là y dài UMXK. Và cái arc này nó cũng đã rank là quốc vương 3 rồi nha anh em nhá. Đấy, king 3. Và cả hai arc đều có cái tỷ lệ chiến thắng rất cao.
dưới 2.5. Đó, anh em chỉ cần nhìn vào anh em biết ngay. Còn tất cả những cái arc khác ấy, không phải là hai cái arc đó của tôi ấy, đều là arc fake nha anh em nhá, khẳng định với anh em luôn là tất cả đều là fake hết. Mà dạo gần đây thì có nhiều người fake tôi lắm anh em ạ. Vào rất nhiều người fake tôi. Nhưng mà được cái là mấy cái ông fake ấy thì chơi thì cũng hay đấy. Thế nên là cũng đỡ mang tiếng. Nói chung là cũng may, các ông cũng chơi cũng hay. Hàng Real King 3. Chuẩn rồi. Còn hai trận nữa lên Queen thôi anh em ạ. Trận này trận nữa lên mà. Nói thật với anh em là rank Queen thì nó cũng có là cái gì đâu. Với tôi nó như là dạo chơi mà. Lên Queen lúc nào chả được. Thích thì lên Queen được ngay mà. Tôi lên Queen nó mất có đâu đấy, nó rơi vào tầm khoảng 70 trận thôi. Tầm đấy thôi. Đấy, cứ đánh 70 trận từ Rook lên Queen. Khoảng đấy, trong tầm khoảng đấy. À, có thời gian thì chơi thì lên Queen thôi. Còn nếu mà không có thời gian thì lên muộn tí cũng được. Dù sao thì mình cũng chơi hay thì nhiều người biết rồi mà. Cứ có cần phải chứng minh bằng cái việc là đánh Queen đâu. Nhiều khi là đấy, cầm kể cả cái arc mà rank Rook đi đấy, mà gặp top server nhá thì cũng vô tư thoải mái, có cái gì đâu. Đấy, rank thì có thể là rank thấp đấy. Rank thì có thể là đang ranking nhá. Nhưng mà trình thì trình top server. Đấy. Tôi có ngại gì đâu. Chả ngại cái thằng nào cả luôn. Đấy, top server thì cứ vào đây. Đấy, bơi vào đây xem là có liệu rằng có thể ăn được tôi không. Chả ngán một con thằng nào hết anh em ạ. Thoải mái luôn. Tôi chỉ ngán nhất là mấy thằng anti thôi. Mấy cái thằng anti thì nói chung là thua thì tôi không sợ thua. Đấy, gặp mấy thằng anti thì chắc chắn là tôi nghĩ là trình tôi là nó hơn mấy thằng anti rồi. Đấy, mấy thằng anti biết ngay là trình không ra gì thì mới anti tôi. Đấy, còn những cái người mà nói chung là đánh hay ấy, thì chả bao giờ anti tôi cả. Bởi vì người ta thấy được cái sự tâm huyết của tôi, cái sự cống hiến của tôi cho cái cộng đồng này. Đấy, cái sự cống hiến, đấy, chia sẻ kiến thức cho mọi người. Và những cái người đấy thì thường là người ta sẽ đánh rất hay, do là người ta xem tôi và người ta học theo những cái mà tôi chia sẻ. Thì những cái người đấy đương nhiên là những cái người đấy không phải anti rồi. Vậy cái điều mà tôi sợ nhất khi mà gặp anti là gì? Cái điều mà tôi sợ nhất khi mà gặp mấy cái thằng anti fan ấy, đó chính là cái việc là nó tạo cho tôi những cái bực bội, có khó chịu ở trong game. Nó tạo cho tôi ở trong cái video của tôi khi mà tôi đang sản xuất. Đấy, ví dụ như là tôi đang sản xuất video này để làm tri ân anh em bún thang đi. Đấy, mà tự nhiên nhá, lại ở trong cái video này mà có một cái thằng anti tôi nó chửi chẳng hạn, thì đâm ra là nó mất hay đi, nó mất đi cái giá trị của cái video đi. Đấy, anh em hiểu không? Bây giờ tôi cực kỳ tôi ngán gặp mấy cái thằng anti. Tôi không hề muốn gặp cái thằng anti lúc nào cả. Đấy, thường là tôi muốn gặp fan nhiều hơn. Đấy, vui vẻ. Đấy, lâu lâu gặp anh em fan ở trong game, anh em chơi xong anh em có donate cho, quá là bình thường luôn. Có rất nhiều anh em là như thế rồi. Ui, hay quá đi mất rồi. Wow, được đấy nhờ. Chú quỷ luôn đấy. Ây à, được quá anh em ơi. Up lên 8 phát còn chú quỷ luôn. Rồi. Nếu mà có chú quỷ này thì chúng ta chuyển sang chúng ta chơi Witcher thôi. Tôi pick con chú quỷ từ đầu mà. Nếu có ý định là chuyển sang Witcher rồi. Thực ra ra con gì thì chơi con đấy đó. Ra Ngộ Không thì chúng ta lại chơi beat. Rồi. Khả năng là sẽ chơi Witcher đấy. Trận này có thể là thằng beat kẹp với Medu này. Cái gì kìa? Trận này có content gì hay hay không? Ai đó chửi cho có content hay. Đùa. Đấy anh em thấy không? Nó tạo thành một cái tiền đề xấu ấy, anh em ạ. Tức là bây giờ ấy, khi mà ra những cái clip mà nhiều clip gặp anti fan chửi ở trên kênh nhiều ấy. Đấy mà ra clip ấy thì đâm ra nó lại tạo thành một cái tiền đề xấu. Tức là bây giờ cứ mà vào game ấy gặp tôi ấy, mà muốn được lên clip ấy, muốn được lên tivi ấy là chửi. Đấy. Tôi sợ nhất là cái vấn đề này này. Tôi sợ nhất là cái vấn đề này. Tức là nhiều người nhá là không phải là anti đâu. Có những cái người mà không phải là anti fan nhưng mà vẫn cố tình chửi để được lên tivi. Cái trường hợp này tôi gặp nhiều rồi. Mà tôi cũng rất là tỉnh táo, tôi cũng phải cân nhắc lắm. Để tôi lọc ra xem là ai là anti thật và ai là anti giả. Bây giờ có kiểu đấy nữa cơ anh em ạ. Tức là fan giả thì là ok nhá, fan giả thì là có thể là có rồi. Nhưng mà bây giờ nó còn có cái thể loại đó là anti giả nữa cơ anh em. Tức là bây giờ kiểu mặc dù không ghét tôi đâu nhưng mà vẫn chửi.
Đấy, mặc dù kể cả là có người còn yêu quý tôi lắm, donate cho tôi, fan kênh, clip nào cũng xem luôn, fan cứng luôn ở trên kênh luôn. Mà rồi có những cái trận đấu mà tôi gặp xong rồi cũng vào tạo lét đây anh em, chửi tôi luôn mà, chửi luôn để nó lên TV luôn. Mà đấy lại là một anh em mà fan của tôi, rất là thích xem tôi. Đấy, thì tôi cũng không tiện để tiết lộ anh em đấy là ai đâu nhá, VN Bảo Lâm nhá. Tôi nhớ là hai trận khi mà gặp VN Bảo Lâm đều bị chửi luôn. Đấy, nhưng mà xong rồi cuối cùng là lúc đầu thì cũng nghĩ là anti, nhưng mà sau hết trận đấu ấy ra xem lại thì lại không phải anti. Đấy, nên là VN Bảo Lâm mặc dù là có hai cái trận tạo led chửi tôi rất là căng, nhưng mà tôi cũng không lên clip. Cái lý do như thế mà. Hình như tôi vừa mới bị thằng Tiền nó chửi thì phải. Nếu mày là Tuấn Cơm thì cũng chỉ là thằng Tuấn Cơm. Ừ. Ôi. Thôi rồi, lại gặp cháu nào đây rồi. Lại gặp cháu nào cực kỳ vô văn hóa luôn. Thôi cái thể loại này thì âm thầm đánh thôi anh em ạ. Âm thầm xử lý thôi. Thôi. Tôi cứ tưởng là trong trận đấu này gặp fan, nhưng mà có cả anti anh em nhá. Cay nhờ, đấy thế là nó lại mất hay rồi. Với trận đấu này là chi ân anh em bốn thang lại có một clip lại không hay cho lắm, nhưng mà gặp thằng anti chửi tôi, anh em thấy không? Bây giờ nó còn coi như là nó còn chù ẻo cho là coi như là nhà tôi là bị chết luôn các anh em ạ. Đấy, bây giờ nó anti nó lại đến cái cỡ như thế cơ. Thôi không sao, mình bây giờ mình cũng lớn rồi mà. Nhưng cái thằng như này thì cứ âm thầm đánh thôi. Thằng này tôi nghĩ là cũng trẻ đó, cũng nhạt lắm. Nói chung là cái kiểu mà chửi như này nó rất nhạt anh em hiểu không? Nó chả có cái ni nẽ gì, nó cũng gọi là chửi đổng thôi. Đấy, nó vào khả năng là cũng chưa chắc nó là ghét tôi, nhưng mà nó cứ chửi nó lên TV ấy, kiểu đấy. Đấy, tôi gặp cái thể loại này quen rồi, tạo lét thôi mà, tạo lét thôi. Mấy cái thằng này kiểu nó tạo lét nhưng không biết tạo lét. Trẻ con ấy thích thể hiện, hiểu không? Đấy, nhưng mà lại thể hiện một cách là vô văn hóa. Tự ngẫm đi á, tự ngẫm cái gì? Tôi bây giờ tôi phải tự ngẫm cái gì đây? Tự ngẫm là làm nào, đấm nó sấp mặt à? Vả miệng nó một cách thật là êm ái nhất à? Hay là như nào đây? Tự ngẫm xem làm nào để đấm nó à? Đấm thì nói chung là đấy. Có ai đời là lại coi như là vào trong game lại bảo là vả tao đi đâu? Thì đây nó là một cái trường hợp là như thế đấy. Khi mà cố tình tạo lét để tôi chú ý, mà đã để tôi chú ý rồi chắc chắn là tôi sẽ chăm sóc thằng này cẩn thận, thế thôi, đơn giản là như thế thôi. Còn cái việc tự ngẫm ấy thì thực ra là tí nữa thằng nào mà bị đấm bay màu thì chắc thằng đấy tự ngẫm thôi. Ai mà thua thì ai người đấy tự ngẫm thôi, chứ còn cái người thắng thì người ta ít khi người ta phải ngẫm lắm. Người ta chiến thắng thì người ta có mấy khi mà người chiến thắng người ta phải ngẫm đâu, có cái gì mà phải rút kinh nghiệm đúng không, phải ngẫm. Ok, cái tầm này bắt đầu yếu rồi đây anh em ạ. Trên này kiểu không được tập trung cho lắm. Đấy, vẫn còn mất thời gian vào mấy cái việc là chat cheat các thứ. Khó phết nhỉ, bây giờ lên 11 được không? Lên 11, 12, khó phết đấy. Bây giờ cái tầm này là yếu rồi, khả năng thua, không có được sách đó là cao anh em ạ. Tôi chắc tôi cố gắng lên 11 thôi, 12 thì hơi khó. Mà trận này nhá, không những chỉ có cái thằng Tiến đấy đâu mà nhiều người khác có khá chú ý tôi đấy. Tôi cảm giác cái điều đấy. Khá là nhiều người sang xếp bài counter, ngó xem là bài tôi như nào, mặc dù tôi mất chuỗi rồi vẫn có thằng sang ngó mà. Khó thở thật sự ấy. Bây giờ con Avenger Clan của tôi nó cũng đã khá yếu rồi. Tầm này nó cũng đang không có lấy được cái lượng đam. Trận này mà không lên được 12 thì tôi sẽ đánh ở level 11, sau đó chúng ta sẽ form sang cái đội hình Witcher anh em nhé. Witcher Glacier nó cũng sẽ là một cái lựa chọn. Trận này tôi ra được một con chúa quỷ và một con quả trứng rồi, nó khả năng nó lên được 2 sao là rất dễ luôn. Lên 10 thì chắc chắn là lên được 10 rồi. Thôi, đây tôi lên 10 luôn anh em nhé.
lên 10 luôn để cho nó có cái cơ hội lên được 11. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là có cái tỷ lệ ra con chúa quỷ lên 2 sao. Bây giờ chúng ta có 6% ra chúa quỷ. Đấy, 6% ra chúa quỷ, nó là một cái tỷ lệ rất cao. Mày có là tuấn cơm thật thì tao cũng đéo quan tâm. Đùa, thế bây giờ mày không quan tâm thì mày đừng có nói nữa có được không? Mày không quan tâm thì mày đừng có nói nữa không? Sao mày có vẻ như mày đang quan tâm quá nhiều đấy. Thật. À thế à? À đấy, không quan tâm thì im mẹ bồm à. Có người nói hộ tôi này. Đùa. Anh em thấy chưa? Rõ ràng là nó đang cực kỳ quan tâm với tôi. Ơ hay là thằng này nó bị thần kinh nhở anh em nhở? Hay là lại gặp cái thằng thần kinh có vấn đề ấy? Nhiều khi nó như thế đấy anh em. Bảo không quan tâm cứ nói lắm ấy nhở. Thật đấy, tôi đã phải dừng lại rồi mà nó cứ vẫn cứ nói đó. Đấy, nó vẫn cứ nói đó. Đen thật. Đen thật sự luôn. Làm clip tri ân là cũng không xong anh em ạ. Cáu thật sự. Thực ra tôi cũng phải chia sẻ với anh em này. Các anh em nha, anh em thân mến, anh em ở trên kênh thân mến, tôi chia sẻ cho anh em một cái này mà anh em sẽ có cảm giác là tôi có khá là nhiều người anti. Nhưng mà thực ra là có một cái nguyên lý là như thế này này. Là khi mà người ta anti thì người ta chửi tôi rất là nhiệt. Đấy, các anh em anti ấy, à không phải các anh em mà các cái thằng anti tôi ấy, thì nó chửi tôi rất là nhiệt tình. Đấy, nó ghét thì nó chửi nó sướng cái mồm thôi. Nhưng mà những cái người mà người ta yêu quý tôi ấy, thì người ta lại rất ít khi người ta gọi là thể hiện ra ngoài. Đấy, khi mà người ta gặp tôi ấy, nhiều khi là người ta cũng rất là yêu mến tôi, người ta rất là yêu quý tôi nhưng mà người ta không thể hiện ra. Đấy, có thể gặp trong game nhưng mà không thể hiện ra, không chào, không nói, không tỏ ra là cái gì cả. Nhưng mà bản chất thì là người ta rất là yêu quý tôi, người ta rất là thích xem tôi. Đấy, thì cái khác nhau giữa hai cái vấn đề đấy là như thế. Đấy cũng chính là lý do mà tại làm sao mà anh em gặp những cái trận đấu mà gặp anti của tôi ấy, gặp rất nhiều. Chứ không phải là vì là tôi có quá nhiều anti đâu anh em ạ. Đấy, tôi phải giải thích cho anh là cái anh em ở cái điều đấy. Anti thì nó cũng có. Nhưng mà nó sẽ không thể nhiều được bằng những cái người mà yêu quý tôi đâu. Anh em nhìn vào trong kênh anh em biết. Nhìn vào những cái lượt like, nhìn vào những cái lượt xem, nhìn vào những cái lượt comment, anh em cũng sẽ biết là cái tình cảm của anh em dành cho tôi là nó rất là nhiều. Anh em yêu mến. Nhưng mà cái bọn anti thì nó có một cái là nó gặp tôi là nó sẽ chửi thôi nhá anh em nhá, anh em thông cảm. Bây giờ tôi cũng chả biết làm nào cả. Bởi vì kênh của tôi bây giờ nó nổi tiếng quá rồi. Đấy, mình là cái người mà bây giờ là cực kỳ nổi tiếng ở trong cái bộ môn này luôn. Nổi tiếng nhất luôn. Trên toàn thế giới là đều là biết đến cái kênh Game Today. Đấy. Nước ngoài chưa thấy anti nhưng mà Việt Nam thì anti rất nhiều. Bởi vì cứ càng nhiều người biết đến, càng nhiều người yêu mến thì cũng sẽ có càng nhiều người anti. Đấy, tôi đã chia sẻ với anh em rồi. Khi mà chúng ta có 10 người ấy, mà xem tôi, thì nếu mà tôi có 3 người yêu mến nhá thì tôi cũng sẽ có 3 người anti. Đấy, còn 4 cái người còn lại thì người ta sẽ không thể hiện gì cả. Đó, thì nó sẽ là như thế đấy anh em. Và còn một cái điều nữa mà khiến cho anh em hiểu nhầm về kênh của tôi là nó quá nhiều anti. Đó chính là cái hiệu ứng thiên kiến kẻ sống sót, hoặc là thiên kiến kẻ tồn tại. Cái hiệu ứng này nó sẽ khiến cho anh em cảm giác là tôi có anti nhiều hơn các kênh khác. Đó chính là cái việc là anh em biết là tại sao không? Khi mà kênh của tôi nó lại ra được như nhiều những cái clip mà có anti, đó là bởi vì là tôi gặp anti và tôi giành chiến thắng. Đó, có bao nhiêu những cái trận mà tôi gặp anti và tôi giành chiến thắng thì tôi up lên. Và những cái kênh khác họ gặp anti, họ cũng bị chửi nhưng mà họ không giành chiến thắng nên là họ không up lên những cái clip mà gặp anti được. Chính vì thế nên là cái việc mà tôi gặp anti ấy, nó dẫn tới cái việc là anh em hiểu nhầm rằng là tôi có rất nhiều anti. Đó, anh em hiểu chưa? Anh em hiểu vấn đề chưa? Có những cái kênh khác họ cũng có rất nhiều anti fan. Nhưng mà họ gặp anti họ không đấm được anti, anh em hiểu không? Nên là họ sẽ không có những clip về anti. Đó, còn tôi thì khác, tôi thì nói chung là tôi đấm hết nha anh em nhá. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Đấy, giải thích như thế, tâm sự như thế, cuối cùng là anh em chắc là cũng sẽ hiểu ra được cái vấn đề rồi. Đấy, còn tôi nói thật với anh em, anti nào vào đây hết đi, tôi đã chia sẻ với anh em đầu game rồi, tôi ngắn gì đâu. Anh em thấy mặc dù là tôi đội hình nó hơi hẹo tí thôi nhưng mà anh em thấy là tôi giữ máu kìa, 88 máu vẫn là cứ là vô địch nha anh em nhá. Đấy, rồi bây giờ chúng ta tương tác tí nhá, tương tác tí với cả anti gái xem nào, xem ai cần nào cho nó hợp lý. À đây không, đây không, đây không. Xoa đầu nhá, xoa đầu được không? Tôi nghĩ là với thằng này phải xoa đầu rồi, mặc dù là tôi rất ít khi nó dùng cái icon này
Nhưng mà riêng thằng này tôi phải dành cho một cái xoa đầu. Tôi rất là ít khi xoa đầu người khác đấy, nhưng mà thằng này là phải xoa đầu thôi. Đấy, bởi vì là tôi nghĩ là thằng này nó một cái thằng có vẻ như là nó khá là trẻ. Tôi nghĩ là như thế. Cái cách nói chuyện ấy, nghe cách nói chuyện kiểu một là trẻ, hai là có vấn đề mà thần kinh thôi. Nó chỉ có hai kiểu đấy thôi chứ nó không có kiểu nào khác đâu. Nói chuyện kiểu đấy đâu. Gặp biết là có để là trụ được không? Được. Không sao, mất ít máu thôi. Thua nhưng mất ít máu là được rồi. Không sao cả. Tôi may quá tôi tách đội hình ra anh em ạ. Không còn ngộ không mà nó vụt cho thì cũng bay màu, cũng mất nhiều máu đấy. Vẫn có cơ hội lên 12 đấy anh em. Cảm giác vẫn lên được 12 nên là tôi vẫn giữ cái đội hình này. Từ từ đấy anh em ạ. Lên được 12 đấy. Bây giờ chúng ta còn 2 lần thắng nữa thôi. 2 lần thắng nữa là lên được. Một lần thắng là lấy được 4 sách. Và một lần thắng ấy là chúng ta chỉ cần là một quyển sách thôi. Đấy. Trận này khả năng chơi Witcher anh em nhá. Chơi Witcher, tôi sẽ chơi Witcher thôi. Witcher nhưng mà có thể là kết hợp với Warlock. Witcher, Warlock. Tùy xem là tí nữa ra con nào. Tôi ra con Dart rồi mà. Con Dart là cái con 5 đô trong cái bộ Warlock. Đấy, con 5 đô trong bộ Witcher. Nó chính là con chú quỷ ra rồi, ra cả hai rồi. Đấy, gặp lại Tiến này. Lao này mà đẩy nó đi luôn đi là hay. Nhưng mà không, chắc là không. Lao này nó có vẻ như nó đẩy tôi ấy. Thế này tôi vẫn chưa ăn được nó anh em ạ. Đã Spirit không tung một trưởng nhá, cay nhở. Cái con Đã Spirit của tôi ấy, nó bị cái con Tabu Witcher nó ke ở đầu. Kìa. Vớ vẩn là tôi đẩy nó này. Được không? Được đấy. Được đấy. Cay. Chửi nữa đi. 6 máu. Tôi cứ tưởng là tôi còn thua nó cơ. Nhưng mà nó còn thua tôi. Nó cho tôi 4 quyển sách. Ui giời ơi. Đấy anh em thấy chưa. Lần lượt những cái thằng chửi tôi đi hết thôi. Nói thật chưa. Những cái thằng mà vào game mới gặp tôi chửi luôn ý, là những cái thằng mà dễ đối phó nhất chỉ trong game này luôn. Đấy còn những cái thằng ấy mà vào ấy, xong nó cứ âm thầm nó chơi. Nó anti thật đấy nhưng mà nó âm thầm nó chơi. Đến lúc cuối nó đấm tôi ấy, bay màu. Xong lúc đấy nó mới chửi tôi thì lúc đấy tôi mới cay anh em ạ. Lúc đấy mình mới kiểu mình không có đề phòng ấy. Mình không biết được thằng nào cái thằng đang coi như là âm thầm giết mình. Thằng nào đang cầm dao coi như là kè vào cổ nhưng mà không biết. Thì thằng ấy là nguy hiểm nhất anh em phải không. Tức là đến cái đoạn cuối nó đấm tôi xong rồi nó mới thả một cái icon kiểu dạng xoa đầu này. Hay là nó gáy lên một cái thì cực kỳ cay luôn. Phải nói là cực kỳ cay luôn. Đấy nhưng mà những cái người như thế thì thường là người ta lại nhiều khi người ta lại biết suy nghĩ nên người ta ít khi người ta như thế. Đấy. Thường là người ta trưởng thành, người ta chín chắn rồi. Nên là người ta cũng chả có việc gì người ta phải âm thầm như thế xong người ta đến cái đoạn cuối cả. Đấy còn những cái thằng trẻ trâu thường nó sẽ đầu game nó sẽ vào nó chửi luôn. Đấy và bây giờ thì nó bay màu. gặp fan của tôi bay màu luôn này. Victor Balo đấm luôn này. Ui giời ơi Tiến ơi. Ô Tiến ơi. Tiến ơi, Tiến quyết nhanh rồi Tiến ơi. Rồi nhanh tê, con chưa kịp làm gì. Ôi con đã kịp nói gì đâu. Làm gì mà đã xấu hổ và đã bay màu. Đấy, vừa hay chúa quỷ cũng đã lên được 2 sao rồi. Nhưng mà Tiến không ở lại để xem chúa quỷ 2 sao phá hảo bản đồ à. Trời, chán đời thật. Ôi giời ơi, tưởng Tiến như nào. Rồi giỏi. Thường là gặp những cái đối thủ anti thì tôi có những cái trận mà tôi hay solo với cả anti lắm. Nhưng mà trận này có vẻ như Tiến hơi đuối nhỉ. Đuối quá. Anti như này thì cũng chưa xứng tầm anti lắm. Phải nói thật với anh em như thế luôn. Anti nó phải có một cái tầm nào để có thể là chiến nhau solo với nhau ở giai đoạn late game. Không vào top 2 thì ít ra cũng phải vào top 3 để còn solo chứ. Đây là gì mà đã bay màu sớm thế này. Dạy. Mất công mang cái tiếng là anti của Tuấn Cơm. Không ăn thua. Anti như thế này thì đụt quá. Rồi. Rồi chúng ta chuyển dần thôi anh em. Rồi lên 12 đã này. Xong rồi.
Ui đồ không có anh em ạ. Thôi lấy cái Berlin vậy. Không có đồ. Chúa quỷ thì lên 2 sao à. Tôi lập trứng lên chúa quỷ thôi anh em ạ. Nhưng chúa quỷ này thì nói chung là tôi không có giữ trứng làm cái gì cả. Chúa quỷ là co trứng rồi. Tí nữa kiếm hồn ra sau thì kiếm sau. Chúa quỷ ưu tiên hàng đầu à. Đấy, bây giờ cứ 4 Witcher là được 12 tầng đam đã nha anh em nhá. 4 Witcher bây giờ chú quỷ là khỏe lắm rồi. Ui nhưng mà thằng này cũng khỏe cơ. Gặp thằng này khả năng vẫn bị đẩy này. Đúng thật. Khống chế nhiều quá. Hết Medusa lại đến hết Tsunami đến Siren. Hất tung xong lại hóa đá. Chưa kịp chém phát nào luôn. Thôi xong rồi tôi chuyển sang đá luôn anh em nhé. Chứ tôi không chơi live đâu. Chuyển đá luôn anh em ạ. 4 đá kẹp với cả Witcher đi. 4 đá kẹp Witcher kẹp Warlock đi. Ok nhá anh em nhá. Đấy thỏa mãn yêu cầu của anh 4 thang là được. Chơi một cái live không phải cửa live là được. Mà chơi 12 con. Thế đó chứ bây giờ lên đây này tối thượng rồi còn gì nữa. Kiếm Witcher vào. Đây con này thay cho con Fallen. Ok. Từ từ đã anh em nhá. Chưa. Con Fallen thì tí nữa mới ra cơ. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có con kiếm hồn nên là chưa cho Fallen ra được. Đấy mạnh rồi anh em ơi. Chú quỷ giờ đám to lắm rồi. Đấy hòa bị đấm vỡ mồm luôn này. Phải rồi. Rồi bây giờ roll tiếp rồi. Đây rồi, hay quá. Được rồi. Chuyển full lần ra. Rồi, roll tiếp rồi. Chúng ta sẽ lấy cái đủ bộ 6 Warlock anh em nhé. Hay quá nhờ. Đây rồi, có hồn đây rồi. Đây rồi, cho hai hồn vào. Quá khủng khiếp anh em ạ. Quá khủng khiếp luôn. 4 đá kẹp với cả 2 linh hồn, kẹp với cả 6 Warlock. Kẹp với cả 4 Spirit. Căng không? Tối thượng lắm rồi đấy. Bây giờ chúa quỷ lên 2 rồi, bây giờ chỉ cần là con kiếm hồn của tôi lên 2 sao nữa thôi thì chắc là phá đảo luôn. Ơ kìa, vẫn thua kìa. Gặp Metalist 6 đỏ anh em, cái bộ đấy vẫn là căng. Bộ đấy khỏe. Từ từ đã. Phải full 2 sao đã anh em, toàn 1 sao nó hơi mỏng. Mấy con tanker là 1 sao nên là nó hơi mỏng. Để tôi roll 2 sao. Full 2 sao đã anh em nhá. Hết tiền luôn. Ra đi. Ui giời chán thế. Mãi mới ra còn. Bán cái gì đây. Chưa biết bán cái gì đấy cả. Mấy cái con này không bán được anh em ạ. Tí nữa chuyển sang 6 Warlock. Thôi lock lại đã. 6 Warlock cũng căng anh em. Tôi không bán đâu. Ok, gặp Warrior chắc chắn là ăn được rồi. Chúng ta là cái hệ mà counter hệ Warrior. Tí nữa có thể là tôi sẽ bỏ Witcher đi nếu mà thằng Warrior chết ấy. Chơi với cái nhà đỏ thì không cần phải là chơi 4 Witcher đâu anh em ạ. Không cần chơi 4 Witcher đâu. Có thể là chúng ta sẽ bỏ Witcher đi, chúng ta chơi 6 Warlock kẹp với 4 đá. Kẹp 2 hồn. Đấy, core thì vẫn là chúa quỷ, chỉ cần chơi là 2 Witcher thôi. 2 Witcher được rồi. 2 Witcher là có thể kích hoạt được là chúa quỷ cộng thêm đam khá khá đấy. Những cái con demon là nó sẽ cộng đam thôi. Ở đây tôi có đây là khá nhiều demon ở trên bàn cờ. Tôi nghĩ là ra 36 ra kết thúc trận đấu đấy anh em ạ. Ra 36 ra kết thúc rồi. Cái món đồ cam này nó sẽ khiến cho cái con chúa quỷ của tôi nó sẽ rất mạnh. Hy vọng nó sẽ có một cái món đồ cam mà chuẩn để ghép cho chú quỷ. Chú quỷ 2 sao mà cầm cam, món đồ cam thì nó rất khỏe.
nhất là trong cái bộ này, cái bộ nó đam rất to. Ui giời ơi, đồ chán thế anh em ơi. Cái trận này nó thật với anh em là do cái đồ của nó chán ấy, nên là tôi mới bị yếu đấy. Chứ còn trận này mà tôi có đồ cam ấy thì chắc là bọn này đi hết rồi anh em ạ. Thôi rồi, do đồ nó đồ hơi phèo một tí. Ok, round này không biết là có kết thúc được trận đấu không. Nếu mà round này mà tôi gặp hết cả hai thằng ấy thì chắc chắn là kết thúc trận đấu anh em nhá. Đã Spirit rồi, counter vào đỏ. Đấy, còn cái bộ Warrior chắc chắn là sẽ đẩy chết rồi. Warrior chắc chắn chết. Không có cái cửa gì Warrior ăn ở đâu. Đấy, gặp Warrior thì chắc chắn là Warrior bay màu này. Quá nhanh luôn đi anh em ạ. Ơ kìa, Warrior. Ui giời ơi, làm gì có cái cửa đó đâu. Anh em thấy chưa? Hai bên được bay màu luôn, đúng như tôi dự đoán anh em ạ. Trời ơi, nó gọi là tối thượng rồi anh em ơi, level 12 rồi. Đấy, chỉ còn một trận nữa thôi là lên Queen. Anh em thấy không, nó nhẹ nhàng đơn giản như thế thôi mà. Đánh người cái trận này nó đâu có mất sức đâu. Đánh quá nhẹ nhàng luôn anh em ạ. Rồi, anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian mà anh em chưa xem cái siêu phẩm ngày hôm qua, anh em có thể xem siêu phẩm nhá anh em nhá. Hay lắm anh em ạ, anh em cứ chọn clip bên trái xem nhá, anh em tin tôi. Và anh em cũng thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ 6 đỏ 4 meta lead ở trong cái meta mới. Phải nói là đây là một trong những cái đối thủ lặng ký của bộ Ngũ Long Hóa Hình của tôi đấy. Cực kỳ là khỏe luôn. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.